Nếu như dựa vào tựa Việt thì sẽ có rất nhiều phim với tên gọi Bàn Tay Của Quỷ cũng thuộc về thể loại kinh dị. Nhưng để mà nói về một bộ phim đang chiếu rạp ở hiện giờ cũng có tên là Bàn Tay Của Quỷ thì nó đến từ xứ sở kim chi nhé mọi người. Theo dòng thời gian quen thuộc của phim ảnh Hàn Quốc, phim cũng bắt đầu từ quá khứ của nhân vật Jung Ho. Có hai ngờ thì sau ca trực, người cha cảnh sát mà cậu hết mực yêu quý đã qua đời khi làm nhiệm vụ. Từ đó thì cậu trở thành một người lạnh lùng và tuyệt nhiên không còn tin vào Chúa vì cho rằng Chúa chỉ đứng yên nhìn cha cậu chết oan. Khi trưởng thành, Jung Ho trở thành một vận động viên đấm bốc đẳng cấp quốc tế. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi những biểu tượng liên quan đến Thiên Chúa và trở nên thù hận vô căn cứ. Vào một ngày chẳng mấy đẹp trời, lòng bàn tay của cậu bị thương. Sau quá trình đi khám từ bác sĩ đến thầy trừ tà và chính mình trải nghiệm việc giết quỷ bằng lòng bàn tay ấy, Jung Ho đã nhận ra một sự thật trớ trêu rằng một kẻ không tin vào Chúa như mình lại có sứ mệnh nhân danh Chúa để tiêu diệt ác quỷ. Thực ra thì mẫu hình nhân vật như Jung Ho không phải là kẻ tha hóa đi vào con đường của ác quỷ, dù quỷ vây quanh cậu nhiều không kể xiết. Bản chất của Jung Ho hiền lành và lương thiện, nhưng vì cậu quá cứng đầu và nghĩ ngợi không thông suốt, dẫn đến thù hận đè nặng con tim. Trên con đường trừ gian diệt quỷ và gặp gỡ Cha An, cậu đã tìm lại con người thật của chính mình bấy lâu bị chôn vùi trong hố đen căm phẫn. Trở thành một người trừ tà bất đắc dĩ, cậu đi từ địa điểm của nạn nhân này đến nạn nhân kia và cuối cùng mới chốt hạ ở quán bar của kẻ phản diện chính. Cách kể chuyện này khá lan man, dài dòng, phim cô đọng ngắn hơn 2 tiếng sẽ hay hơn nhiều. Tuyến nhân vật phản diện cầm đầu bởi giám mục bóng tối Jisin đã bày ra đủ trò ác ôn để dâng linh hồn thánh thiện cho quỷ rắn. Ban đầu còn thấy hấp dẫn nhưng càng về sau lại càng hụt hơi, tạo hình chung cuối tưởng ngầu lòi nhưng kỹ giống phiên bản fake của Aquaman. Chú trọng vào tình cha con, tình thầy trò, đức tin tôn giáo và tính bạo lực của phái mạnh mà phim quên đi việc xây dựng các nhân vật đáng nhớ. Họ trở thành những nhân vật phụ nhạt nhòa và là nạn nhân xấu số mù quáng. Nếu như Bàn Tay Của Quỷ loại bỏ tính kinh dị ở trong phim này, không cần phóng đại bất cứ một con quỷ nào, phim vẫn trở thành một tác phẩm thấu hiểu tâm lý của con người. Cuộc sống trôi qua từng ngày và chúng ta có thể sa lầy vào quá khứ buồn đau, lòng thù hận và thói tham lam. Đó chính là những con quỷ vô hình đang bóp nghẹt tâm hồn của chúng ta. Chỉ có ánh sáng và niềm tin, lòng yêu thương mới đủ sức xua tan bóng tối. Nếu nhìn về mặt tổng thể, phim hoàn toàn xứng đáng nằm trên kệ tủ của các bộ phim Hàn Quốc đương đại. Nhưng đáng tiếc rằng những ý tứ này của phim lại là bản chắp vá và khôn khéo từ nhiều bộ phim Âu Mỹ nổi tiếng khác với lớp vỏ bọc bối cảnh phương Đông. Còn nếu như không để ý đến điều này, bạn vẫn có thể yên tâm ra rạp vì đây là một bộ phim tương đối chất lượng theo như mình nghĩ. Chắc hẳn là các bạn vẫn sẽ còn nhớ cặp đôi bạn bè vàng trong Ký Sinh Trùng giới thiệu việc làm cho nhau mà hại chết nguyên cái nhà giàu đã ôm trọn vẹn giải Oscar chứ. Không ai khác chính là Seo Joon Park và Hong Sik Choi. Lần này họ đã tái ngộ nhưng đã trao đổi vị trí vai chính vai phụ. Seo Joon Park lần này đã chứng minh rằng anh không phải là người bị bó hẹp vào các vai soái ca điển trai như trong Thư Ký Kim hay là Itaewon. Anh hoàn toàn có thể diễn hành động máu lửa và đánh đấm đã mắt. Nhưng nếu xét về mặt thực lực, anh vẫn còn phải đóng nhiều dạng phim tương tự như thế này mới nâng cao khả năng diễn xuất của mình. Trong phim này thì vẫn có một vài phân đoạn biểu cảm đơ cứng và lấy vẻ đẹp của thân hình chuẩn người mẫu để cứu lại phần diễn xuất. Woo Do-hwan lần này nắm vai phản diện ở trong phim nhưng có vẻ như hơi quá sức với anh này. Khuôn mặt ngây thơ baby dù có vẻ tỏ ra độc ác nhưng vẫn lại khiến các khán giả cảm thấy dễ thương mới chết dở. Bù lại thì những con quỷ lại dọa nạt được khán giả thực sự, không phải đến từ màn kỹ xảo mà là lối diễn xuất điên dại và cách quay dựng đậm chất kinh dị tâm linh. Các diễn viên lớn tuổi trong vai hai người cha thân thiết của nam chính thật sự khiến các khán giả cảm động với những phần đoạn đời thường, giản đơn nhưng cũng chứa tràn tình triết lý. Nói về phần âm thanh và hình ảnh, như đã nói ở trên, quay dựng của phim đạt tới mức tốt, có những cảnh quay mang nặng yếu tố sáng tối nghệ thuật. Tuy nhiên kỹ xảo của con quỷ chưa thật sự đáng sợ và vẫn đi theo lối mòn cũ, giống như những bộ phim dọa ma dọa quỷ thông thường. Điều này phần nào ảnh hưởng tới trải nghiệm của một bộ phim nặng tính tâm linh kinh dị. Thay vì chú trọng vào những bản nhạc phim rầm rộ đúng chất hành động, phim lại đầu tư vào màn đọc kinh thánh xua đuổi ma quỷ. Phần này đáng lẽ nằm trong cách viết kịch bản và diễn xuất, nhưng do sự quan trọng của những màn đọc kinh này nên vẫn có thể tính vào âm thanh tuyệt hảo của phim. Chốt lại thì mình thấy rằng Bàn Tay Của Quỷ là một sự lựa chọn an toàn dành cho khán giả ở tuần này. Còn nếu như quá khắt khe, bạn sẽ thấy phim chôm chỉa nhiều ý tưởng từ những bộ phim quốc tế khác.